xuống vậy. Không hả? Tao hỏi này con cái mắt này. Cây này nó bự như cây gòn vậy đó. Cái này ngã xuống đó, ngã đó đi rồi tính sao. Dòm vô mình cắt mấy cái khúc dưới đất, mình tấn vô mấy cái trong mộ á, mình sẽ ngã xuống đường lăn qua một. Oh.
không? Dạ, có cho ai xài gì cho? Thank you.
thì hiện qua đây đi rồi đặng lăn nó qua khỏi. Chưa 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 chưa. Giờ mình thấy cái đó xa xa qua bên kia luôn đi. Đó, rồi rồi là qua bên kia. Ấy quay lại tiếp đây. Được rồi, bên đó được rồi, không có lăn hết trơn. Được rồi, lăn một ít rồi là lấy được, còn hồi lấy sau cũng được cái khác. Rồi. Cầu gỗ lóng thì cưa dán dữ lắm làm sao. Lóng nó tròn á. Ngày xưa mà đóng dấp đó. Đóng dấp là ở tới 20 năm á. Cái mà mình cưa một thân đó. Một mình cưa mỏng nào là con mọt nó không ăn. Cưa dài rồi. Ông già này không có chỗ nứt. Hả? Không có chỗ nứt nó không ăn.